Em xin chào toàn thể các bác. Nay em lại đưa bác quay trở lại với cái mô hình chim câu nuôi theo lối quần thể các bác. Các bác cùng em đi vào bên trong nhé. Nuôi theo ấy, kiểu này được cái là khuôn viên nó sạch sẽ các bác. Đây là cái mô hình này, toàn bộ là chim nai hết này các bác. Chim này để nói về trọng lượng nó thì nó cũng to như chim Pháp các bác. Chú gì ơi, chú chim ăn à? Ông chim ăn à? Đây, quay vào bên trong chuồng các bác xem này. Đấy, buổi sáng nó hơi ngược nắng, hơi khó nhìn, các bác thông cảm nhé. Kiểm tra ong không? Kiểm tra ong à? Mùa này chắc là hết mật, nhưng làm gì còn mật nữa. Cái ô trong này là khu để cho nó ăn này các bác, quay cho bác xem. Chim này chủ yếu ăn ngô hạt và cám, cám cám gà luôn các bác nhé. Thì có nhiều bác hỏi cái mô hình chăn nuôi như kiểu này, cái tỷ lệ chống mái của nó là nào, thì tiện với mô hình này thì em cũng nói luôn về cái sự chênh lệch của chống mái. Thì nuôi theo cái mô hình này thì chủ yếu các nhà chuồng nuôi đồng choạt luôn các bác. Chẳng hạn ví dụ như vào giống 100 đôi thì bắt gây giống luôn từ đầu các bác nhé. Tức là đã được sàng lọc ngay từ đầu, cặp nào đi với cặp đấy rồi các bác. Còn nó mà bị mất cân bằng là do trong cái quá trình mình chăm sóc các bác. Vì chim này được thả lõi như này có thể người ta nuôi đến 6-7 năm sinh sản luôn các bác. Thì trong một cái quá trình như vậy thì có thể là con chim nó sẽ bị bệnh, nó trên con trống con mái, hoặc là chuột bọ nó bắt thì nó sẽ trên con trống con mái, thì thành ra là nó bị mất cân bằng đấy các bác. Nhưng mà nuôi ít các bác kiểm soát được thì có thể là ghép lại các bác, mất con nào thì mình ghép lại con đấy, hoặc là mình có thể sàng lọc đi được. Nhưng mà nuôi mấy số lượng đông như thế này thì nói chung là không kiểm soát được cái việc như vậy các bác nhé. Nói chung là phần lớn do mình quản lý cái đàn chim như nào đấy các bác. Theo như cái mô hình như này thì nó rơi vào khoảng mất 10% á, là một là thiếu mái, hai là thiếu trống, này không thể tránh khỏi được. Nhưng được cái ưu điểm nuôi theo cái lối này thì nó lại khỏe chim bú mẹ các bác, tức là cái tuổi thọ sinh sản nó kéo dài hơn so với nuôi công nghiệp. Nuôi công nghiệp thì là cái ưu điểm nó là dễ kiểm soát chim hơn, nhưng con trống bố mẹ nó thì lại yếu hơn, cái tuổi sinh sản nó lại thấp hơn. Nói chung là chăn nuôi theo cái mô hình nào thì nó có cái điểm yếu điểm mạnh của nó các bác. Thì cái này việc này tùy vào cái địa hình nhà các bác thôi. Đó, bác nào mà chật hẹp có thể nuôi theo lối công nghiệp, còn có những cái đất đai rộng thì mình nuôi theo cái lối quần thể như thế này thì tốt hơn các bác. Đó là trong cái quá trình em trải nghiệm thì em nắm bắt được như vậy quá, là em chia sẻ cho các bác nắm được nhé. Còn về cái giá chim non vào cái thời điểm này thì ông chủ nhà chuồng thì ông cho biết là một đôi chim thương phẩm đang bán cái giá là 80.000 các bác. Còn về chim giống thì giá cao hơn các bác nhé. Chim giống là qua có cái trình sàng lọc mới lại phải nuôi lại thêm. Thì các nhà chuồng hiện tại đang bán là 150.000 một đôi chim giống luôn các bác. Vào thời điểm này chim cực kỳ rẻ luôn. Mà chim giống thì thường thường là các nhà chuồng nuôi lại tầm 2 tháng tuổi rồi các bác. Chim nó già khô hết lông rồi. Như dòng ta lai theo nuôi theo cái lối mô hình quần thể như này thì tầm 3 tháng là chim mà ghép đôi các bác nhé, à biết gù ấy. Con nào mà sớm là 5 tháng là đi vào sinh sản rồi. Qua đây có bác nào mà có nhu cầu mua chim thương phẩm cũng như chim giống thì để lại dưới cái phần bình luận để em giới thiệu cho những cái trang trại vừa như này và những cái trang trại lớn hơn nữa để các bác thao lựa chọn các bác bắt những con giống và những cái chim thịt. Quay cho bác trải nghiệm và cập nhật thì đến đây em xin tạm dừng clip. Xin chào toàn thể các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác vào những cái clip mới nhất.